lời hứa của mình đặt cái
thiết nghĩ cái giao ước hôn nhân ấy sẽ được nâng đỡ và ơn huệ tuyệt vời của giao ước mới của nguyên cử mà chúng ta sẽ thực hành giao ước ở bí thư thành này và bí thư cộng đoàn và đặc biệt với các chị chắc chắn các chị đến với nhau bằng tình yêu rồi anh chị cũng quyết định sống đời sống hôn nhân nên đời nên một với nhau thành lập một gia đình cũng chưa kịp. Nhưng mà phải chấp nhận với thực tế hiện nay càng ngày càng nhiều thách tố với đời sống gia đình, cái lời hứa, cái lời cam kết nó hình như nó không được tôn trọng và cho thực tế tình yêu nó dần dần phai không có như ban đầu nữa. Chắc chắn như thế cho nên là ý thức điều đó mà vun đắp tình yêu cho mình. Đức giáo hoàng Francisco có nói về nhiều đôi tân hôn cũng nghĩ là cái ngày cưới là điểm đến của tình yêu, nhưng ngài nói không phải. Ngày cưới mới là ngày đỉnh cao của tình yêu thôi, cũng chưa là điểm tới. Cho nên đôi tân hôn ngày hôm nay của tôi sẽ không còn tân hôn nữa mà sẽ phải sống thực tế một ngày. Cái tình yêu vẫn phải được vun đắp, nó diễn tả khác chứ. Nó không còn lãng mạn, nó không tìm hiểu nhau, nó không còn gọi là hăng nồng như ban đầu. Nhưng nó phải được diễn tả một cái khác, phải vun đắp bằng cái khác. Thì tình yêu cứ để đích. Nhiều khi ta cứ nghĩ như vậy, tình yêu ngày hôm nay lên đỉnh cao, ngày hôm nay vun lên, cứ dần dần đi xuống. Nhưng mà lời nghe trở lại cổ nhân. Cho điều đấy mình phải cậy ơn trên chứ không
hôm nay chọn sự hương còn hôn nhân nhà mình, chọn đón nhận sứ mạng diễn tả tình yêu với Chúa Kitô và Hội Thánh, và cũng nhìn những tương lai có những thuận lợi và khó khăn trong cuộc sống, luôn biết bán chặt đến Chúa để cho tình yêu Chúa thêm